Xã hội càng hiện đại thì con người càng phải đối mặt với những căn bệnh nguy hiểm và khó chữa có liên quan đến lối sống ít vận động và nguồn thực phẩm bẩn. Theo thống kê, cứ 2 giây có một người chết vì bệnh tim mạch. Vậy đâu là sát thủ ẩn nấp đằng sau những căn bệnh liên quan đến tim mạch, đặc biệt là bệnh đột quỵ và nhồi máu cơ tim? Và đâu là giải pháp phòng ngừa hiệu quả nhất? Các chuyên gia phát hiện ra rằng những căn bệnh nguy hiểm như xơ vữa động mạch, huyết áp cao, thiếu máu não, thiếu máu cơ tim, gan nhiễm mỡ, tiểu đường, đột quỵ, nhồi máu cơ tim càng lớn tuổi càng dễ mắc bệnh hơn và có chung nguồn gốc gây bệnh là do mỡ máu cao. Trên thực tế, phần lớn mọi người đều gặp phải vấn đề mỡ máu. Dầu mỡ bẩn, cholesterol toàn phần, cholesterol xấu và triglyceride, chất béo trung tính, tích tụ nhiều trong máu sẽ dẫn đến các bệnh xơ vữa động mạch, huyết áp cao, thiếu máu não, thiếu máu cơ tim, gan nhiễm mỡ, tiểu đường, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, v.v. Vậy xử lý mỡ máu cao bằng cách nào là hiệu quả nhất? Dựa trên nguyên lý dùng dầu tốt rửa dầu bẩn, thì tinh dầu thông đỏ được xem là chuyên gia xử lý mỡ máu cao. Tinh dầu thông đỏ được xem là thần dược đối với người Hàn Quốc. Từ ngàn xưa họ đã biết sử dụng cây thông đỏ để trị các bệnh về tim mạch, ung thư. Tinh dầu thông đỏ được giới y khoa Đông y cũng như Tây y vô cùng kinh ngạc về tác dụng thần kỳ của nó khi sử dụng loại tinh dầu quý hiếm này để điều trị cho bệnh nhân của mình mắc nhiều căn bệnh khác nhau. Tinh dầu thông đỏ có tính kháng viêm rất mạnh và các nhà khoa học phát hiện ra trong lá thông đỏ có chứa hơn 300 dưỡng chất sinh học thiết yếu cho một sức khỏe hoàn hảo. Có tác dụng giúp cơ thể phòng ngừa và hỗ trợ điều trị cho hơn 170 căn bệnh do mạch máu chứa dầu mỡ bẩn và độc tố gây ra. Sản phẩm có tác dụng chống lão hóa cực mạnh, kéo dài tuổi thọ và hỗ trợ rất tốt cho những người đang gặp phải các vấn đề về sức khỏe như mỡ máu cao, xơ vữa động mạch, huyết áp cao, thiếu máu não, thiếu máu cơ tim, gan nhiễm mỡ, men gan cao, tiểu đường, ung thư, các vấn đề về tiêu hóa và hôi miệng. Tinh dầu được chiết xuất từ những cây thông đỏ có nguồn gốc tự nhiên, không bị biến đổi gen, có tuổi thọ từ 100 đến 200 năm. Phải mất trung bình 2,7 kg lá thông đỏ được ép và chưng cất trong vòng 1 tháng mới được một viên tinh dầu thông đỏ nguyên chất. Xin nhắc lại rằng, số người chết vì tim mạch là cao nhất thế giới. Cứ 2 giây lại có một người chết vì tim mạch. Quan trọng hơn là rất nhiều trường hợp đã chết lúc đang ngủ và lúc sáng sớm, tầm 5 đến 8 giờ sáng. Vậy làm sao để phòng ngừa được chuyện đó xảy ra? Đơn giản thôi, hãy uống một viên tinh dầu thông đỏ vào lúc 8 giờ tối với 500ml nước lọc hoặc nước kiềm tính càng tốt. Hãy bảo vệ bạn và gia đình bạn ngay hôm nay bằng một viên tinh dầu thông đỏ mỗi tối.